Nam mô Vô Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Một Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính lễ Đức Hòa Thượng Thượng Quảng Hà Thới. Hướng vọng về nơi phước hội, chúng con kính lễ Bậc Thầy Đạo Hiệu Thượng Quảng Hạ Thiện cùng các Bậc Tôn Đức đã hướng dẫn cho chúng con trên con đường Đạo Pháp. Kính bái bạch hiện tiền Chư Tôn Đức, hôm nay trong tiết Vu Lan mùa báo hiếu, chúng con được giới thân, được huệ màng, cũng nhờ Thầy là lạch nước dòng sông, dắt con đi suốt quãng đường từ bi. Nhớ ơn đức cả cao dày, ban cho hậu thế tấm lòng tình xoan, để trưởng thành trên ngôi nhà Phật Pháp. Quý Tôn Đức là những bậc thầy lớn, đã thay cho Đức Thế Tôn để hoàn truyền chánh pháp trên cuộc đời này. Bao nhiêu ân đức đó, với ân tình nghĩa cảm ấy, chúng con dù có nói bao nhiêu điều, dù có dùng bao nhiêu ngôn ngữ, cũng không thể nào nói hết tất cả những ân tình mà quý Ngài đã hy sinh cả một cuộc đời mình cho đạo pháp, cho dân tộc và cho tất cả chúng sinh. Hôm nay trong tiết Vu Lan mùa báo hiếu, chúng con xin được khánh tuế lên quý Ngài đã thêm một tuổi đạo sau 3 tháng an cư kiết hạ. Và nơi ngôi chùa Phước Vân này, những bước vân du với sự hy sinh cao cả của Đức Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Thới, là một bậc thầy đã trùng kiến xây dựng, hết lòng hy sinh vì đạo pháp, cũng như đã hy sinh tất cả mọi thứ, từ vật chất, từ trí tuệ, từ sức lực của mình, để gây dựng nơi ngôi Tam Bảo này, để trở thành một ngôi nhà Lam phạm vũ vi hoàng, để kế vãng khai lai truyền thừa mạng mạch Phật Pháp nơi đây. Chúng con xin được ngưỡng vọng Tam Bảo, cầu nguyện cho Hòa Thượng được phước trí dị nghiêm, tỉnh hóa được thân tâm và thành tựu được đạo quả. Và chúng con cũng xin được khánh tuế lên quý Tôn Đức đang có mặt nơi đạo tràng này, cầu nguyện Tam Bảo luôn soi sáng cho tất cả đều được thanh bình tâm và trí, lúc nào cũng được chánh niệm nơi hiện tiền. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vạn Cổ Xưng Danh Đại Hiếu Một Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Cũng nhân buổi lễ niệm ân hôm nay, chúng con cũng xin được ngưỡng vọng nơi Tổ Đình Sùng Đức, Đức Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Huệ Hạ Thành, nguyên Phó Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 11, cũng là một trong những bậc ân sư đã cưu mang chúng con trên 20 năm trên mảnh đất Tổ Đình Sùng Đức ấy. Và hôm nay chúng con cũng được vững chãi ở trên con đường đạo, cũng nhờ mảnh đất của các bậc tổ đức đã gia bị cho chúng con được thành nhân tri mỹ. Và chúng con nguyện sẽ lấy những tấm gương của các bậc tổ đức, các bậc thầy lớn, để soi sáng cho chính bản thân mình trên con đường đạo. Và chúng con cũng xin được hướng nguyện niệm ân vạn loài hữu tình chúng sinh, trong đó có các Phật tử nơi đạo tràng chùa Phước Vân, các Phật tử Tổ Đình Sùng Đức, các Phật tử ở nơi đạo tràng chùa Phước Hội, và các Phật tử ở năm châu bốn biển đã thương tưởng cho các bậc tôn đức đã thay cho Đức Thế Tôn hoàn truyền chân chính pháp này, để trợ duyên từ vật chất cho đến tinh thần cho
tăng đoàn hoàn truyền chánh pháp một cách thuận tiện và tốt đẹp hơn, để đem giáo lý của Đức Phật đến cho tất cả mọi người và hướng dẫn mọi người tu hành và bỏ ác để làm lành. Và chúng con cũng xin được niệm ơn những người ân nhân đã giúp cho chúng con thuận tiện trên con đường tu học. Và cũng xin được niệm ơn tất cả những người ân nhân là những người nghịch hạnh Bồ Tát đã giúp cho chúng con tỉnh thức ở trong cuộc đời này, giúp cho chúng con được trưởng thành hơn, giúp cho chúng con để bước qua những chặng đường mà tiên tổ ông bà đã từng nói rằng: không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không buồn vui sao hiểu hết được cuộc đời. Cho nên một lần nữa trong ngày niệm ơn hôm nay, chúng con xin được niệm ơn cha mẹ, niệm ơn thầy tổ, niệm ơn tất cả những người đã lãnh đạo đất nước một cách tài ba lỗi lạc, để đất nước Việt Nam sánh ví cùng với năm châu bốn biển. Và niệm ơn tất cả những người ân nhân có mặt trên trái đất này. Một tràng pháo tay để tri ân tất cả.